Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Trưa hôm nay là em đang ở tại thực địa ngay khu đô thị Hà Quận 2 của thành phố Nha Trang. Hôm nay em muốn review giới thiệu tới quý cô chú anh chị một lô góc hai mặt tiền nằm trên một mặt tiền là đường rộng 10m và một mặt tiền đường rộng 13m ngay khu đô thị Hà Quang luôn, rất là đẹp, thích hợp là để đầu tư xây căn hộ cho thuê, làm nhà hàng, làm khách sạn cũng rất là tuyệt vời. Đây, mời anh chị hãy cùng Tâm đi xem nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở trên mặt tiền đường số 6 của khu đô thị Hà Quang 2. Hiện tại đường số 6 này là đường rộng 10m và một căn, và đường bên hông là đường 2C rộng 13m. Bên đây là khu tái định cư của nút giao thông Ngọc Hội. Ở bên hông mình là có một ngôi chùa nhỏ. Rồi, khu vực xung quanh đây là những nhà 3 tầng, 4 tầng tại đây, và có những cái trung tâm dạy Anh ngữ khu vực này. Và đây là lô góc ngày hôm nay em ta muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Có tổng diện tích là 154m², hướng chính bên này là hướng Bắc, và hướng bên hông là hướng Tây, và ở giữa đây là hướng Tây Bắc. Nên là anh chị hợp hướng cửa nào là mình có thể là xây theo hướng cửa đó cũng rất là tuyệt vời. Với tổng một diện tích là 150m², cực kỳ thông thoáng. Đó, phía trên đất mình là có những cây trứng cá nè, có tán rất là mát luôn nè anh chị. Đó, rất là mát luôn, hầu như là đứng ngoài đây rất là nắng, và nhờ có những cái cây trứng cá này là cũng là có một bóng mát ở đây. Từ vị trí này anh chị, ngang qua đây là 6m, và vạt gốc là 6m, bên hông bên này là ngang 12m, ngang gần 13m, phía bên này cái chiều dài bên đây là 15m nè, và phía sau là ngang 10m. Tổng diện tích 154m² ngay khu đô thị Hà Quang 2. Xung quanh là nhiều nhà cao tầng ở tại khu vực này. Và điểm cộng của lô đất này là anh chị thấy phía đối diện là có một cái khoảng sân trống thôi, thì sau này ô tô là mình có thể tận dụng, mình để nó giống như bên đây là cái lề để những nhà người dân tận dụng, người ta để bàn ghế đá rồi người ta ngồi uống chè buổi chiều cho mát thôi. Đó, rất là đẹp. Đối diện đây là cách xe, đây kia là cái đường đầy tàu lửa nè. Đây là khu dân cư ở rất là nhiều. Lô đất này là 154m², với giá bán là 46 triệu cho 1m². Giá hiện tại là chưa bao gồm đóng cọc nha anh chị. Đó, chưa đóng cọc. Ở đây là nếu mà lô này đóng cọc là em cũng có hỏi qua là chi phí hết 150 triệu cho cái tiền đóng cọc. Đây, chưa hiện trạng chưa đóng cọc. Từ vị trí của em đang đứng đây là cách ra ngay chỗ ngay đường vành đai 2 chỗ cầu vượt là tầm 200m. Cách ra đường Lê Hồng Phong là tầm 1,2 km. Và gần siêu thị có mắt, gần các tiện ích xung quanh, siêu thị, trường học. Từ vị trí này là cách ngay ra ngay quảng trường 2/4 ngay bãi biển chỗ Thép Trầm Hương là tầm 3 km đường ô tô thôi anh chị. Đó, một lô góc rất là đẹp. Đây, với một lô góc như thế này ở khu vực này anh chị là xây tối thiểu được 3 tầng và tối đa là 5 tầng. Với một căn góc 150m² này thì anh chị có thể là mình xây là dạng căn hộ apartment để mình cho thuê, hoặc là mình có thể là xây khách sạn, nhà hàng, mở quán cà phê cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì đây là lô góc nè anh chị, và mỗi bên lề ở đây là tầm 3m. Đó, cái một lề rất là rộng rãi thoải mái, ví dụ xe cộ ô tô là đậu rất là thoải mái luôn. Và bên điểm lợi ở đây là mình đối diện của mình là bên đó là phần lề đất trống, nên là anh chị mà kinh doanh quán ăn đồ thì có thể là xe của khách mình để bên đây hoặc là để bên lề này cũng rất là tuyệt vời. Đó, cái lề một lô góc thì điểm cộng đó là cái lề rất là rộng rãi nè, thông thoáng. Về với nhiều hai mặt tiền như thế này, khi anh chị xây nhà là thì cửa sổ nhiều thì cũng sẽ giúp cho căn nhà thông thoáng hơn. Lúc này trong khu đô thị thì cái lô góc là cũng đắt tiền hơn đúng không ạ? Đó, xung quanh là nhiều nhà 3 tầng 4 tầng tại khu vực này. 154m² nhân với giá 46 triệu thì ra là 7 tỷ 080 triệu cho lô đất này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Cô chú anh chị nào mà thích để mua để đầu tư nè, xây căn hộ cho thuê, khách sạn, nhà hàng thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Và quý cô chú anh chị nào muốn một không gian yên tĩnh nè, khu vực chân dưới cao, và cái hai là sợ mua không bị hớ giá thì đây là khu đô thị là rất chuẩn. Bởi vì ở khu đô thị đã là có giá sàn, giá khung sẵn rồi, cho nên là mình mua là sẽ không có bị hớ giá như những chỗ khác. Và xung quanh đây nè, hàng xóm của chúng ta đây anh chị, ở khu vực này là nhà ở rất là nhiều. Đó, những căn nhà ở rất là nhiều nè, 3 tầng, 4 tầng. Hầu như khu vực này là nhà ở rất là nhiều. Cho nên bên đây là cái trung tâm dạy Anh ngữ nè. Đó, đối diện đây là anh chị có thể là mình, phía đất mình có một phần đối diện thì mình có thể tận dụng mình làm bãi xe để ô tô cũng rất là tuyệt vời. Đó, hầu như ở đây thì anh chị cũng thấy là khu đô thị mà, nhà nào cũng có ô tô riêng hết. Chỉ còn trống vài lô thôi. Đó, những lô này thì đã đóng cọc ranh rõ ràng hết.
rất là đẹp luôn. Cách biển 4 km, và ở đây là khu vực trung tâm luôn, mình có thể là phù hợp mọi loại hình kinh doanh hết. Một khu đô thị thì anh chị cũng biết là có rất là ít những lô gốc. Lô bình thường ở đây, những cái lô bình thường nhỏ nhỏ ở đây bây giờ cũng giá là từ 40 cho tới 45 triệu mét vuông rồi. Và lô gốc này là giá cũng tốt, chỉ có 46 triệu thôi, với diện tích là 150 mét vuông như thế này. Ngang đây là 6 mét nè, vẹt góc là 6 mét, và phía ngang bên kia là 12 mét. Thì anh chị khi xây nhà, anh chị thích nó hợp phù hợp hướng nào là mình cũng xây cũng đẹp. Tuy nhiên là mặt bên đây là đường rộng 13 mét, cho nên là mình xây quay bên đây thì sẽ đẹp. Đó, đường rất là rộng rãi luôn anh chị. À, đây là con đường 13 mét nè. Đây là đường 2C 13 mét. Từ vị trí này thông ra đường số 13 là chỉ tầm khoảng 100 mét, là đường số 13 là rẽ trái là thông lên Lê Hồng Phong, rồi rẽ phải là thông ra ngay chỗ vành đai 2 cầu vượt. Đó, khu vực đây là nhiều nhà ở rất là nhiều nè, rất là đẹp luôn. Đó, em quay kỹ để anh chị xem luôn. Quần thể ngay khu đây là những nhà cao tầng 3 tầng 4 tầng tại khu vực này rất là đẹp. Và đây là lô gốc của mình, cực kỳ thông thoáng luôn anh chị, hai mặt tiền. Và bên lợi thế ở đây là đối diện là một cái bãi đất trống, là mình có thể là tận dụng để xe của khách đồ cũng rất là tuyệt vời. Một cái lề trống như đó để ô tô, rồi bên đó cũng rất là thông thoáng luôn, một phần gốc quá đẹp luôn. Rồi để em sẽ bay một vài hình ảnh lên cao trên cao để quý cô chú anh chị mình xem tổng quát về khu vực này được dễ hơn nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị cảm quan tổng quát về khu vực được dễ hơn. Thì từ trên cao nhìn xuống anh chị thấy là từ lô đất của mình cách lên ngay đường vành đai 2 chỗ ngay đoạn cầu vượt á, giáp xong là chỉ tầm hơn 200 mét. Khu vực xung quanh là nhiều nhà 3 tầng 4 tầng ngay trung tâm khu đô thị. Đối diện đó là mình có một cái khoảng đất nền trống phía trước, một khoảng trống, và cách là xe lửa rất là xa. Đối diện bên kia là khu dân cư chỗ ngay đường 23 tháng 10. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang, rất là nhộn nhịp, sầm uất, nhiều công ty, nhiều trung tâm dạy học tại khu vực này, thẩm mỹ viện, spa đầy đủ hết. Đó, đây là tổng thể về khu đô thị Hà Quang 2. Với góc bay này sẽ giúp quý cô chú anh chị ở xa cảm quan tổng quát về khu vực khu đô thị Hà Quang 2 được dễ hơn. Với một lô gốc, hai mặt tiền thông thoáng, phù hợp mọi loại hình kinh doanh, thích hợp để ở, thích hợp vừa ở vừa kinh doanh để đầu tư, rất là tuyệt vời. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh là cam trên cao, thì quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được tổng quan về lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng mà. Hiện tại là những căn gốc là còn rất là ít. Và đây là một lô gốc hai mặt tiền cực kỳ đẹp, thích hợp để xây khách sạn nè, thích hợp để xây căn hộ đầu tư cho thuê, thích hợp để làm để ở nè, rồi làm nhà hàng cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì hai mặt tiền cực kỳ thông thoáng. Đó, quý cô chú anh chị mà có quan tâm đến lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Em Tâm xin mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.